Con là Hoàng Gia Phong, con học lớp 7 ở trường Ocean ở Time City Ocean à, Ocean Park. Đây là bài thuyết trình của con. Thì đầu tiên khi mà vào thì mình có giới thiệu dẫn thì khi mà vào sẽ có nhạc và hướng dẫn là kiểu ấn nút ghi tên để mình chuyển động. Ví dụ ghi tên nhiệm vụ của trò này là mình nếu mà con tàu màu xanh nó có cái máu ở đây thì nếu mà nó hết máu biến mất và trở về chỗ cũ của nó. Thì đây là kiểu phần lập trình. Gia Phong chú ý là khi mà con chơi nhé, thì lúc đấy âm thanh nó đang rất là to thì con chỉ chơi thôi. Hoặc là bây giờ Vâng con sẽ hướng dẫn cách chơi trước, sau đấy thì lúc đấy mình mới bật trò chơi lên nhé. Có là ạ. khi bạn không nghe rõ lúc con thuyết trình được. Thì mình ấn nút kiểu mũi tên lên để di chuyển lên và nếu mình thả ra thì nó sẽ đi xuống và con nó làm kiểu nếu mình chạm vào trên cùng cái nóc hoặc là nếu mình chạm xuống dưới cùng thì mình sẽ không bị kiểu đi xuyên qua khỏi cái màn hình này và mình sẽ được đứng lại ở cái đáy. Nhiệm vụ của mình là bắn bắn vào cái con ở tàu màu xanh và nếu mà tàu màu xanh hết máu thì mình thắng trò chơi. Và con tàu nó bắn chân thạch ra và nếu mà mình trúng chân thạch mình sẽ mất một máu và mình có một cái kiểu laser để bắn con tàu chân thạch. Đấy là kiểu bài chương trình con. Và bây giờ con giới thiệu cho cô này, ban đầu thì chơi thì chúng ta sẽ di chuyển bằng các phím mũi lên mũi tên đi lên đi xuống đúng không? Sang trái sang phải hay là chỉ đi lên đi xuống thôi? Thì đi lên nữa, Chỉ thì đi lên lên đi đi xuống. xuống. Rồi, thế còn ban đầu là có mạng không? Có máu Dạ, có nó bằng bao nhiêu? ba. Nó bằng 3 rồi. Mỗi một lần mà bắn được thì là sẽ giảm máu đúng không nhỉ? Vâng ạ, nếu mà không ạ, đấy nếu mà mình máu của mình là có ba máu, máu của đối thủ là có 500 máu nhưng mà kiểu mình bắn rất nhanh nên là mất chân này. Khi mình trúng một máu thì cái tiễn thạch nó sẽ bay phía mình và mình mất một máu. Nếu mà mình hết sạch máu thì mình thua. Nhưng mà ban đầu mình chỉ có 3 máu thôi à? Vâng ạ. Còn lại của đối tượng thì lại có 500 máu. Vâng. Một lần mà mình bắn trúng đối tượng thì tàu bắn trúng thì là sẽ giảm mấy? Giảm mấy máu Khoảng thôi. giảm một máu nhưng mà nó cứ giảm rất nhanh. Giảm rất nhanh, nghĩa là nó bắn rất là nhanh à? Vâng ạ. Thế còn Có khi một nào thì mình bị giảm máu? nếu mà cái thiên thạch nó bay trúng vào người mình nhưng mà mình cũng có thể bắn cái thiên thạch bằng cái laser của mình. Rồi con chơi lại con xem nào. Thì khi mà mình thua thì mình sẽ rơi xuống. Thì trước đây kiểu
Con làm được nó là nó phát ra tiếng nổ, nhưng mà sau khi kiểu con ghép cái nhạc vào thì nó không nổ, không có tiếng nổ nữa. À, âm Nên thanh con của đang gặp mình khó lâu khăn phần đấy. rồi, âm thanh của mình là trong toàn bộ quá trình chơi, cho nên là khi mà phát cái tiếng nổ thì nó sẽ không nghe tiếng đúng không nhỉ? Vâng ạ. Rồi, và phần thuyết trình của con xong chưa? Ừ, rồi ạ. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của Gia Phong, cô mời các bạn nhận xét nhé. Cô mời bạn Minh Châu nào, Minh Châu nhận xét phần thuyết trình của Gia Phong. Dự án này của con có tên là gì? Dự án của con thì con vẫn để tên là lái tàu vũ trụ rồi. Cô xin mời Minh Châu nhận xét bài của Giáp Công nhé. Dạ nói chung con thấy là bài Vạn Phong thì cũng có bài Vạn Phong cũng có vẻ là hay, bạn có cải tiến nhiều thứ nhưng mà vẫn còn sử dụng một ít ảnh, vẫn còn sử dụng hai hai bức ảnh do cô cung cấp. Bạn những thiết bài thuyết trình thì con cũng thấy rất khá là rõ ràng, đi là rõ ràng. Rồi, cô cảm ơn Minh Châu. Cô xin mời Đức Bình nhận xét bài của Gia Phong nào. Con thưa cô, con thấy cũng như bạn Minh Châu là bạn vẫn còn sử dụng hình ảnh do cô đưa, và nhưng mà phần chức năng sáng tạo thì bài của bạn có thấy rất là sáng tạo, khi mà thay vì đơn giản là lái thiên thạch để né lái tàu vũ trụ để né thiên thạch, thì bạn đã biến thành một cái game kiểu đánh boss đi ạ. Còn gì nữa không Đức Bình? Còn hết ạ. Rồi. Thế còn có bạn nào có ý kiến khác không? Cô xin mời Phương Uyên. Phương Uyên có ý kiến khác không? Phương Uyên đi vắng rồi. Cô mời Gia Minh nào. Gia Minh có nhận xét gì không? Hay là có muốn tìm hiểu một cái câu lệnh nào đấy không nhỉ? Giang Minh vẫn chưa đưa ra được nhận xét. Cô mời Phong chơi lại cho cô một lần nữa. Ở đây. Khi mà hết máu rồi cô vẫn thấy nó vẫn chơi à? Hết máu rồi thì tàu mình sẽ đi rơi xuống và mình không thể di chuyển lên được ạ. Và thiên thạch nó sẽ bay ra ngoài. Thế còn cái đối tượng bên kia con đặt tên nó là gì? Con đặt tên là bot. Bắt viết thế nào nhỉ? À, bắt tầm đấy à? Con đi đối thủ. Đối thủ. Đây xin nhận xét bài thuyết trình của Gia Minh, đó là cô xin lỗi. Cô xin nhận là xét về phần thuyết trình của Gia Phong, đó là Gia Phong thuyết trình rất là tự tin, rõ ràng, và chương trình của con thì cái game của con cũng rất là hấp dẫn với nhiều chức năng sáng tạo. Ví dụ như là ban đầu thì tàu thì sẽ có 3 máu đúng không? Còn đối thủ thì sẽ có 500 máu, và mỗi một lần mà tàu mà bắn được đối thủ thì sẽ được đối thủ sẽ bị mất máu, còn nếu như mà đối thủ lại bắn lại được với tàu thì tàu cũng sẽ bị mất máu. Khi nào mà tàu của chúng ta mà bị hết máu thì sẽ bị thua đúng không? Trò chơi dừng lại. Và còn nếu như mà tàu mà ăn được gì nhỉ? Tàu mà bắn được đối thủ thì nó sẽ hiển thị điểm như thế nào đây? Câu hỏi Gia Phong này.
Tò mò bắn được đối thủ thì máu mình sẽ giảm. Tàu của mình ấy, tàu của mình mà bắn được đối thủ thì là Thì cái máu đối thủ sẽ giảm ở trên màn hình. như khi nào thì là mình được thắng cuộc. Khi mà máu đối thủ bằng không ạ. Nếu đối thủ bằng không thì thắng cuộc của con là chưa đưa ra được cái hình ảnh thắng cuộc hay thua cuộc đúng không? Vâng ạ. Đó, chỗ đấy là con cần thêm vào nhé. Khi Vâng mà ạ. mình hết máu thì phải hiển thị được là mình thua cuộc, hoặc là khi mà đối thủ hết máu thì hiển thị là game của mình thắng cuộc này. Game của bạn cũng rất là hấp dẫn, tuy nhiên là vì cái tốc độ bạn để rất là nhanh nên là vẫn còn khó theo dõi. Con cần giảm cái tốc độ nhé, tốc độ của thiên thạch, cho nó bay chậm bớt để còn người xem còn theo dõi rõ hơn. Còn sau này mà khi mà mình đã là game mình chơi thì mình có thể là tăng tốc lên cho theo từng level như của các bạn đấy. Người chơi chơi quen rồi thì mới có thể là chơi nhanh được, còn nếu mà chơi nhanh quá thì một lúc là sẽ bị thua không nhỉ? Được, cô cảm ơn phần thuyết trình của Gia Phong.